Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Minh Ba Du Viên Nam. Mình là Minh Trí. Video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một trận đấu hấp dẫn giữa hai con bài đế vương. Đây là cuộc chiến giữa cả bậc đế vương. Hiện tại thì Bakura đang cầm một con bài rất mạnh, từng cây đối và một con bài tiếp 13 cũng lâu hóa nhiều được ảnh đế, nhưng là vì con bài lại chẳng được non tại vì Yizu đã ngay lập tức triệu hồi được phóng đế. Bất tử tới các bạn. Như vậy với ảnh hưởng của hai con bài phép này thì con bài phóng đế đã bất tử. Ui, như vậy là mặc dù là bất tử nhưng nó đã bị con bài thân gây đổi kia phá hủy. Phá hủy để triệu hồi. Như vậy là các bạn có thể thấy được sức mạnh của con bài thân gây đổi này. Con bài có năng lực cao rất kia. Xem băng ra phản ứng như thế nào nhá. Thì ôi không đế à, đến con bài mà tạo sự bất tử của con bài không đế này. Hai bên đều sử dụng những con bài đế vương. Băng ra chỉ còn 200 điểm là tên thôi. Các bạn nghĩ Bakura có thể lực cao được không? Vô chim lửa cũng lô hóa 5000 tất thôi các bạn. Vậy Yizu thì còn 1000 LP. Nhưng thật bóng đế thổi bay được con bay khổng lô hóa kia. Tuyệt vời. Một đường chiến rất tuyệt vời giữa hai địa phương. Chúng ta xem lại một kỹ nhân vật của Yizu nha các bạn. Đây là một trận đấu rất tuyệt vời khi cả hai đều đã thể hiện sức mạnh rất tuyệt vời của bộ bài mình. Hiện tại Yizu có bài bắn đế nhưng mình thấy không ra mắt như vậy, mới sinh như vậy. Sắp tới qua tháng 4 thì tại Việt Nam chúng ta sẽ có con bài bắn đế này. Tuyệt vời các bạn. Con bài chủ hệ 3 sao này khi ra sân nó sẽ chuyển đổi trạng thái với con người và tải đến một bài đối phương. Tình huống này Yizu hơi chơi liều vì đã từ phá hủy đến các bạn để của mình để trừ 1000 điểm LT của Bakura. Này hơi liều như vậy. Tăng sức mạnh của bài 2 sao này thì Yizu đã lấy một cánh bạc liêu như vậy. Như vậy là một trận đấu tuyệt đỉnh giữa hai đế vương đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nhé.